Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ chia sẻ tới các bạn công dụng của dòng sản phẩm ở hồng sâm tầm mật ong ở cơm san đến từ Hàn Quốc trong việc là hỗ trợ điều trị căng thẳng mệt mỏi. Thưa các bạn, hàng ngày đi làm về thì chúng ta phải chịu áp lực từ công việc, cuộc sống khiến cho chúng ta căng thẳng mệt mỏi đúng không ạ? và mỗi khi căng thẳng mệt mỏi thì chúng ta cảm thấy uh, vô cùng là khó chịu thậm chí có rất nhiều người mỗi khi phải chịu áp lực như vậy thì họ sẽ dẫn đến rất nhiều tình trạng như là trầm cảm, tụt huyết áp, tăng huyết áp hay thậm chí là rụng tóc vâng uh, nghe tưởng chừng như bình thường thôi nhưng nếu như áp lực stress căng thẳng không được điều trị À, hay là mệt mỏi chúng ta cứ để như vậy thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cơ thể và thậm chí là còn gây nguy hiểm đến tính mạng của chúng ta. Chính vì vậy, phải làm như nào để giảm thiểu căng thẳng mệt mỏi cũng như là giúp cho tinh thần của chúng ta à bớt mệt mỏi hơn thì hiểu được điều này, các nhà sản xuất tại Hàn Quốc đã cho ra đời dòng sản phẩm hồng sâm tầm mật ong như bên cạnh Kiều Anh đây. Khi nhìn qua sản phẩm này thì chắc hẳn rằng mọi người sẽ nghĩ rằng là đây chỉ là một sản phẩm bình thường, có công dụng là giúp cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon hơn thôi đúng không? Tuy nhiên thì trên thực tế, sản phẩm Hồng Sâm tầm mật ong bên cạnh Kiều Anh đã được chứng minh cũng như là đã được thử nghiệm trên rất nhiều người và cho kết quả vô cùng tốt. Và đây là một trong những dòng sản phẩm có nguyên liệu là được chọn lọc từ những củ sâm 6 năm tuổi, kết hợp với mật ong nguyên chất tại Hàn Quốc và được thực hiện theo phương pháp hấp cách thủy mới cho ra đời những củ sâm chất lượng được tẩm mật ong thơm ngon như thế này và với dòng sản phẩm này thì nó không chỉ có công dụng là giúp cho chúng ta ăn ngon ngủ ngon thôi đâu mà nó còn được biết đến như là một trong những loại thần dược giúp làm giảm căng thẳng mệt mỏi cũng như là làm giảm áp lực stress lên hệ thần kinh của chúng ta. Nếu như nói về hồng sâm thì chúng ta đều biết rằng hồng sâm là một trong những loại dược liệu quý hiếm và có chứa rất nhiều vitamin, axit amin và các hợp chất như ginsenoside có tác dụng tốt với sức khỏe, giúp làm giảm căng thẳng mệt mỏi, ngăn chặn căn bệnh ung thư cũng như là tăng cường sức đề kháng. Và tất nhiên, để làm giảm vị đắng một chút ở trong nhân sâm, cũng như là tăng hương vị này và làm tăng tác dụng của sản phẩm này lên thì đã được kết hợp với mật ong và được tẩm ướp để ngấm vào tận sâu bên trong của củ nhân sâm này và khi nhắc về mật ong thì kiều anh tin chắc rằng mọi người đều biết rằng mật ong là một trong những loại nguyên liệu được rất nhiều người sử dụng mà nó mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời với sức khỏe đúng không ạ? Mật ong không chỉ cung cấp dưỡng chất cần thiết cho cơ thể giúp cho chúng ta có một làn da đẹp hơn cũng như là tăng cường sức đề kháng mà mật ong còn được biết đến là một trong những loại nguyên liệu lúc giúp làm giảm căng thẳng mệt mỏi cũng như là uh, bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho trí não và dòng sản phẩm này thì trước khi được tung ra thị trường đã được kiểm nghiệm về nguồn gốc xuất xứ cũng như là chất lượng vô cùng an toàn thế nên là các bạn có thể là hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Và tất nhiên với một sản phẩm tốt như thế này thì cũng có cách sử dụng khác nhau. Và với hồng sâm tầm mật ong thì có rất nhiều cách sử dụng. Nếu như các bạn muốn trực tiếp để Uh, thưởng thức hương vị của dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể là thái lát ra sau đó ngậm trong miệng và để cho nó tan từ từ hoặc nếu như các bạn muốn hương vị của nó nồng thắm hơn nữa thì chúng ta có thể là sử dụng thái lát và sau đó pha với nước ấm uống trực tiếp như trà và tất nhiên rồi dù là cách nào thì chúng ta cũng sẽ hấp thu được hết toàn bộ những dưỡng chất mà dòng sản phẩm này mang lại. Và với sản phẩm hồng sâm tẩm mật ong này thì khi sử dụng các bạn sẽ cảm nhận được sự tác dụng từ từ của nó sẽ khiến cho cơ thể của chúng ta bớt mệt mỏi hơn, đồng thời là sau thời gian sử dụng từ 1, 2 cho đến là 2 tuần, chúng ta sẽ cảm thấy là trí óc của chúng ta được thoải mái hơn, thư giãn hơn, đồng thời không còn tình trạng căng thẳng, mệt mỏi cũng như là áp lực sau mỗi lần đi làm về nữa và tất nhiên với sản phẩm này thì uh, chẳng hạn như sau giờ làm các bạn đã mệt mỏi uh, mà các bạn chưa được về thì hãy uh, dùng một lát như này để ngậm trực tiếp vào trong mồm hoặc là mỗi buổi sáng mỗi khi mà các bạn đi làm thì chúng ta cũng có thể là ngậm với uh, một miếng hồng sâm tầm mật ong này vừa giúp cho miệng của chúng ta được thơm tho hơn vừa cung cấp dưỡng chất cho một ngày dài làm việc vất vả với sản phẩm hồng sâm tầm mật ong để mua được sản phẩm chất lượng nhất tốt nhất thì các bạn hãy nhớ cho kiểu anh nhé đó chính là liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí hoặc các bạn cũng có thể nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24h.com đặt hàng sản phẩm và cuối cùng các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm hồng sâm tầm mật ong gươm san đến từ Hàn Quốc. Hy vọng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.